Chào các con, cô rất vui mừng được gặp lại các con trong giờ âm nhạc. Chúng ta cùng bước vào giờ học thôi nào. Tiết 20, ôn tập bài hát chúc mừng, tập đọc nhạc số 5. Mời các con cùng đến với nội dung học thứ nhất, ôn tập bài hát chúc mừng, nhạc Nga, lời Việt, Hoàng Lân. Các con thân mến, ở tiết trước qua bài hát chúc mừng, các con đã được biết đến một đất nước Nga cổ kính xinh đẹp. Đất nước có lãnh thổ rộng lớn nhất thế giới, đất nước của những lễ hội, đất nước của những công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới như Quảng trường Đỏ, Cung điện mùa đông, Cung điện mùa hè, Cung điện Kremlin lộng lẫy. Đất nước Nga còn nổi tiếng bởi những điệu nhảy truyền thống như điệu nhảy ngồi, điệu nhảy trên đế giày cứng. Và các con cũng đã được biết đến đó chính là quê hương của nhạc sĩ Tchaikovsky, tác giả của vở nhạc kịch Hồ Thiên Nga. Cô mời các con cùng nghe lại bài hát Chúc mừng, nhạc Nga, lời Việt Hoàng Lân để cảm nhận lại âm hưởng của đất nước Nga nhé. Lần này các con sẽ hòa giọng cùng với nhạc đệm nhé. Các con nhớ lấy hơi sau mỗi dấu phẩy và dấu chấm. Tiếp theo, chúng ta cùng ôn bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp. Các con nhớ gõ nhịp theo những ký hiệu bàn tay. Các con cùng luyện tập thêm một lần nữa nào. Các con cùng bước vào phần trình bày hát kết hợp gõ đệm theo phách. Các con lưu ý, bài hát chúc mừng viết ở nhịp 3-4. Nhịp có 3 phách trong một ô nhịp. Phách 1 là phách mạnh, cô thể hiện bằng ký hiệu bàn tay. Phách thứ 2 là phách mạnh vừa, cô thể hiện bằng bông hoa màu đỏ. Phách thứ 3 là phách nhẹ, cô thể hiện bằng bông hoa màu xanh. Cô mời các con cùng trình bày bài hát với nhạc đệm nào. Thank you.
Các con cùng luyện tập thêm một lần nữa nào. Tiếp theo, các con sẽ trình bày bài hát theo cách hát, lĩnh sướng, hòa thanh. Hát lần 1, các con sẽ cùng hòa giọng. Lần 2, một bạn hát lĩnh sướng. Hai câu đầu tiên, cùng đàn cùng hát vang lừng, họp vào ngày Tết tưng bừng. Nhịp nhàng cùng hát, vui bên người thân. Cô đã đánh dấu chữ màu xanh lá. Hai câu cuối cùng, các con lại hòa giọng chung. Để các con nắm rõ hơn, mời các con lắng nghe bài hát mẫu. Bây giờ các con sẽ cùng luyện tập nhé. Qua các hoạt động ôn tập, các con có cảm nhận được không? Bài hát chúc mừng nói lên tình cảm ấm áp của những người thân được gặp nhau trong ngày Tết tưng bừng. Dù ở Việt Nam hay bất cứ nơi nào, ngày Tết là một ngày vui và ngày vui đó luôn vang lên tiếng nhạc, tiếng hát. Mọi người trao cho nhau những tình cảm chân thành, tha thiết. Đó là những giây phút khó quên trong cuộc đời mỗi người. Cô chúc các con và gia đình có một mùa xuân đầm ấm bên nhau nhé. Bây giờ, cô mời các con cùng bước sang nội dung học thứ hai. Tập đọc nhạc số 5, Hoa bé ngoan. Các con hãy quan sát bài tập đọc nhạc số 5 và cùng phân tích bài với cô. Bài tập đọc nhạc số 5 viết ở nhịp 2-4. Trong bài, có sử dụng các nốt đồ, rê, mi, son, la với các hình nốt. Nốt đen, nốt trắng và nốt móc đơn. Trong bài có sử dụng một số luyến. Bài tập đọc nhạc số 5 có 4 câu nhạc. Mỗi câu gồm có 3 ô nhịp. Đây chính là âm hình tiết tấu của bài. Các con nhớ cách gõ tiết tấu. Đó là miệng đọc, tay gõ, miệng dừng, tay dừng. Miệng đọc nhanh, tay gõ nhanh. Các con hãy lắng nghe cô thực hiện mẫu một lần và nhớ gõ theo, đọc nhẩm theo cô. Đen, 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 trắng. Đen, 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 đơn, đơn, trắng. Cô mời các con cùng thực hiện theo cô nào.
2, 3. Đen, 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 trắng. Đen, 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 đơn, đơn, trắng. Bây giờ cô mời các con thực hiện lại một lần nữa nhé. 2, 3. Trước khi bước vào bài tập đọc nhạc, các con sẽ luyện cao độ. Các con sẽ đọc cao độ các nốt có trong bài, đó là nốt Do, Re, Mi, Son, La. Cô mời các con lắng nghe câu mẫu và nhớ đọc nhẩm theo nhé. Đô rê. Cô mời các con cùng thực hiện nào. 2, 3. Đô rê. Các con cùng luyện tập thêm một lần nữa nào. 2, 3. Đô rê Để giúp các con tập đọc nhạc được tốt hơn, cô trò mình cùng luyện tập thêm một hoạt động nữa nhé. Các con hãy ghi nhớ yêu cầu của cô. Lần thứ nhất, các con sẽ gọi tên nốt nhạc kết hợp hình nốt nhạc. Lần thứ hai, các con sẽ gọi tên nốt nhạc kết hợp gõ đệm theo phách. Bây giờ, cô trò mình sẽ cùng gọi tên nốt nhạc và hình nốt nhạc nhé. 2, 3. Son đen, mi đen, mi đen, son đen, la trắng, son đen, rê đen, mi đen, son đen, mi trắng, rê đen, đô đen, rê đen, mi đen, son trắng, son đen, đô đen, rê đen, mi rê đơn, đô trắng. Bây giờ cô trò mình sẽ đọc tên nốt nhạc kết hợp gõ đệm theo phách. Các con lưu ý, ở hai nốt móc đơn, cô trò mình sẽ gõ một phách ở nốt đứng trước. Còn nốt trắng sẽ gõ hai phách. Các con đã nắm được chưa? Chúng mình cùng thực hiện nào. 2, 3. Son, mi, mi, son, la. Son, rê, mi, son, mi. Rê, đô, rê, mi, son. Son, đô, rê, mi, rê, đô. Các con luyện tập thế nào? Tốt chứ? Chúng mình cùng bước vào phần đọc từng câu nhạc nhé. Cô mời các con đến với câu 1 nào. Các con hãy lắng nghe cô đàn mẫu và nhớ đọc nhẩm theo, kết hợp gõ đệm theo phách vào những ký hiệu bàn tay. Các con nghe cô đàn mẫu một lần nữa nhé. Cô mời các con cùng đọc nào. 2, 3. Các con cùng đọc lại một lần nữa nhé. 2, 3. Các con tiếp tục học câu 2. Các con hãy lắng nghe cô đàn mẫu và nhớ gõ phách theo những ký hiệu bàn tay cô đã gắn sẵn. Các con nghe cô đàn mẫu một lần nữa nhé. Cô mời các con cùng đọc nào. 2, 3. Các con cùng đọc lại một lần nữa nào. 2, 3. Bây giờ các con sẽ đọc ghép câu 1 và câu 2. Các con hãy lắng nghe cô đàn mẫu, nhớ đọc nhẩm và gõ phách theo những ký hiệu bàn tay cô đã gắn sẵn. Cô mời các con cùng đọc nào.
2, 3. Các con cùng đọc lại một lần nữa nhé. 2, 3. Các con cùng đến với câu 3 nào. Hãy lắng nghe cô đàn mẫu. Các con nghe cô đàn mẫu một lần nữa nhé. Cô mời các con cùng đọc nào. 2, 3. Các con cùng đọc lại một lần nữa nào. 2, 3. Các con cùng chuyển sang đọc câu 4. Hãy lắng nghe cô đàn mẫu và nhớ đọc nhẩm theo kết hợp võ đệm theo phách nhé. Các con nghe cô đàn mẫu một lần nữa nhé. Cô mời các con cùng đọc nào. 2, 3. Các con cùng đọc lại một lần nữa nào. 2, 3. Các con tiếp tục đọc ghép câu 3, câu 4. Mời các con lắng nghe cô đàn mẫu. Cô mời các con cùng đọc nào. 2, 3. Các con cùng đọc lại một lần nữa nào. 2, 3. Các con đã đọc xong 4 câu nhạc rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đọc cả bài. Các con hãy đọc nhẩm kết hợp gõ phách theo bài mẫu nhé. Các con cùng luyện tập thêm một lần nữa nào. Các con đã sẵn sàng để ghép lời ca cho bài tự đọc nhạc này chưa? Các con hãy dựa vào cao độ và giai điệu của bài để ghép lời ca nhé. Các con cùng luyện tập thêm một lần nữa nào. Các con thân mến, giờ học âm nhạc đến đây là kết thúc rồi. Các con hãy nhắc lại nội dung học ngày hôm nay nào. Tiết 20, tập đọc nhạc số 5, Hoa bé ngoan, ôn tập bài hát Chúc mừng, nhạc Nga lời Việt Hoàng Lân. Ở nhà các con nhớ luyện tập thật tốt những nội dung cô đã hướng dẫn trong tiết học ngày hôm nay nhé. Cô thân ái chào các con.